công việc của chúng ta khá là nhiều đấy ạ hôm nay công việc chúng ta khá là nhiều đề số 01 một chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 01 một các bạn cùng comment đáp án nhá các bạn cùng comment đáp án cùng thấy mình nhá câu một ạ. thành phần chính của mỡ lợn nào thành phần chính của mỡ lợn dầu vừng dầu lạc là thành phần chính của mỡ lợn dầu vừng dầu lạc là gì ạ là chất béo đúng không các okay? em Đúng rồi, chính xác. Tuyên dương tất cả bạn đã chọn D. Các bạn phải làm sao comment tay nhanh hơn não, nhanh hơn cả tốc độ của thầy mình chọn. Đúng không ạ? Câu số 2. Trùng hợp tạo thành polymer nào sau đây? Trùng hợp anh này thì tạo thành polymer nào sau đây? Ok, Thúy Kiều rất tốt. Trần Thu Linh nhà thầy đây rồi. Các bạn lớp offline nhà thầy mình đây rồi. Rồi, trùng hợp anh này thì tạo thành polymer nào sau đây ạ? Gì ạ? Anh này tên là methyl mesacrylate nên khi trùng hợp của nó thì nó sẽ tạo thành poly methyl mes acrylate kèm nhá, đáp án đúng là đáp án C. Ô ba. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của axit formic ạ? Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của axit formic? Các bạn nhớ các bạn phải comment đáp án nhá. Comment đáp án để làm sao mà tay người ta phải nhanh hơn não, tay nhanh hơn não thì chúng ta mới chiến đấu coi như gọi là cân cửa với thầy mình được. À, câu số 3 chất ứng với công thức cấu tạo sau nào sau đây là đồng đẳng của axit formic thì axit formic của chúng ta là một axit no đơn chức đúng không axit formic của chúng ta là một axit no đơn chức vậy thì uh, chất mà ứng với công thức cấu tạo là đồng đẳng của axit formic của chúng ta là gì ạ b nhá đáp án chính xác của chúng ta là đáp án b ok ạ rất tốt câu 4 thì phân ete nào sau đây trong dịch nào mắt thu được ancol ethylic thì để mà thủy phân được este mà thu được ancol ethylic này, nhiều bạn quên hữu cơ gần hết rồi nhỉ quên gần hết rồi ấy. thì phân mà thu được ancol thì nó phải có dạng gì ạ rcoo c 2 h 5 vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án b bỏ đúng không ạ b bỏ chính xác em nhá đây tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 4 đáp án b rồi bây giờ đồng lắm rất tốt nhiều bạn dậy sớm lắm câu 5 ạ số nhóm chức st có trong một phân tử chất béo ạ số nhóm chức st có một trong trong một phân tử chất béo Thế thì chất béo người ta định nghĩa nó là gì? Nó là triglycerid đúng không? Hay được gọi là trieste Vậy thì số nhóm chất este cho chất béo đấy, chất béo thường ta gặp đấy, R. Hoặc là mình vẽ một thằng chất béo mình hay gặp đây. Đây thầy vẽ một thằng chất béo thầy hay gặp đây nhé Nó là thằng nào nhỉ? Đây, vẽ đỏ lòm đi cho nó nhớ đi. C15 H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy phân tử chất béo của chúng ta có 3 gốc ST đúng không ạ? Ba gốc đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhá. Rồi. Đấy, chống sai ngu hóa wow. Câu số 6 ạ. Chất X có công thức cấu tạo thu gọn thì tên gọi của X là gì ạ? Chất X của chúng ta đang có công thức cấu tạo như này thì tên gọi nó là gì ạ? Gốc này gốc gì ạ? Nhiều bạn mình nhầm này. Phenin đúng không ạ? Phenin gì ạ? Phenin acetat và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Câu 7 ạ. Nào câu 7 phân tristerin trong dịch mắt thì thu được muối của công thức là gì? Thủy phân tristerin trong dịch đá mắt thu được muối có công thức là anh này là gì ạ? C17H35CO C3H5 thì ta sẽ thu được muối là C17H35CO nữa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B các em nhá. Rồi, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng xem nào. Tuyên Dương Trần Thu Linh, Tuyên Dương Phen cứng của thầy. Tuyên Dương uh, Anh Tuấn, Tuyên Dương Nguyễn Phong. Đấy, đầu Ôi trời Đào Quỳnh Diệp dậy sớm mà tốt thế nhỉ thầy cứ nghĩ là Đào Quỳnh Diệp nó 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 nó, nó không dậy sớm cơ. Ôi giời Quỳnh Diệp dậy sớm này vui quá nhỉ. Rồi Quỳnh Diệp đã học thầy từ hồi lớp 10 luôn. Câu số 8 ạ. Chất nào sau đây là chất béo thì chất béo chúng ta nó sẽ là 3 olin Câu 9 ạ. ST nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Thì ST để mà có phản ứng trắng bạc thì nó phải có đầu HCO đúng không em? cứ cái bọn mà trắng bạc nó cứ có đầu HCOOR phải. Hoặc là có con chó canh nhà thì nó trắng bạc vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D câu số 10 este nào sau đây có mùi hoa nhài ui dồi ôi câu này quên nhiều này câu số 10 các em ơi câu số 10 các bạn chọn đáp án gì ạ câu số 10 este nào sau đây có mùi hoa nhài este nào sau đây có mùi hoa nhài các bạn chọn đáp án thì mình sẽ nào 10 đáp án gì ạ đây thấy Vũ Minh nhà thầy rồi gì ạ benzin À các bạn chọn là benzin acetat đúng là chính xác. Benzin acetat đấy ạ. À. Đáp án đúng là đáp án C. 11 ạ. À. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ ạ? À. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ? Thì để chuyển sang quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ thì nó có tính axit đúng không em? Thì tính axit thì chúng ta là gì ạ? À? ZCH3COH. 12 ạ. À. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa? À, nhắn nhủ các em một chút là vừa nãy có bạn bạn ấy tưởng là thầy ngủ quên nhá ở trong nhóm bạn mới vào thì là để nhận được thông báo ngay lập tức khi mà thầy livestream ấy thì thầy rất mong muốn là các bạn đặt vào nút chuông ấn vào nút theo dõi ở fanpage của thầy minh nhá để mà không bị lỡ bất kỳ một buổi live sáng sớm nào của thầy minh Thầy nguyễn đạt ông đạt bây giờ mới dậy đúng không giờ mà thầy mới thấy đạt comment đáp án này giờ ông này mới dậy anh lớn và chẳng gương mẫu các em gì chất nào sau đây tác dụng được với ông dịch agno 3 trong nh 3 thu được kết tủa thì để tác dụng agno 3 trong nh 3 thu được kết tủa thì hoặc nó là r R chó đúng không? Hoặc nó là HCO đúng không? Hoặc nó là an 1 in. Đây thì propin nó là an một in. A 1 in là có một H. Đúng không? Đính vào C liên kết 3. Đáp đúng đáp án này. Câu 13 trong phân tử axit carboxylic thì có nhóm chức gì? Thì axit carboxylic thì chắc chắn nó có nhóm chức COH rồi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 14 ạ. Ui 14 hay này. 14 đáp án gì các em ơi? Đây này có bạn uh, có bạn uh, bảo thầy like sớm dự kiến đâu. Thầy like lúc 5 giờ 15 mà. Ông Đạt ông chưa đặt uh, đặt xem trước thầy này. Offline mà còn chưa lên fan cứng thì dĩ nhiên không thấy thông báo là đúng rồi đằng nhá, còn cấm cũng xem lại. Like. Còn cấm cũng xem lại. Like. Chứ nó chạy hoàn toàn một STN đơn chức thì số Mon CO2 sinh ra bằng số Mon O2 đã phản ứng tên gọi của ST là úi rồi cậu này hay. Cậu này quá hay. Thế nhá. Thường thằng này nó là tin format HCO CH3 Tại sao lại có điều này? Tại nó là C2H4 O2 Đấy chưa? Số mol CO2 sinh ra chính bằng số mol O2 Tại sao lại có điều đấy? Tại vì thằng C2H4O2 nó sẽ có dạng là C và H2O Thì C và H2O thì khi cộng với O2 ấy, Thì nó sinh ra được CO2 chính bằng số mol CO2 Đúng không ạ? Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C Mê tin Cứ anh nào mà có dạng là C H2 và H2O thì ta sẽ luôn luôn có điều này nhá. Là số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2. Câu 15. Ôi tính toán này các em ơi. Sáng này tính toán này xem cái sự lác lác chậm lác của não của chúng ta này. Nào các bạn cùng lôi máy tính cùng bấm cái nào. Nào, thủy phân hoàn toàn x đơn chức mạch khở. Thế mình cứ đặt nó là R COOR -e phải tác dụng với NaOH đề bài cho chúng ta là vừa đủ. Mà đây là 50 g 8%, đúng không? Các bạn tính nhanh cho thầy xem là bao nhiêu mol nào? Bao nhiêu mol là áo này? 50 g này nhân với 0,08 chia 40 bằng 0,1. 0,1 mol là áo hát. Thu được muối là RCOONA 9,6. Và ancol là R,OH là 3,2. Số mol là 0,1. 0,1. Vậy mình sẽ có phân tử khối của ancol, đúng không? Mình sẽ có phân tử khối của ancol là bằng bao nhiêu? mình sẽ có phân tử khối của ancol phân tử khối của r phải oh nó bằng là 32 suy ra nó sẽ là ch 3 oh đúng không phân tử khối của r cona bằng 96 suy ra 96 thì suy ra nó là gì ạ c2h5 đúng chưa c2h5 cona vậy ngay lập tức mình sẽ thu được este của mình nhá ngay lập tức mình sẽ thu được este của mình là c 2 f 5 COO Z3 đúng không các em rồi chính xác ạ à. vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nhá thì mình tuyên dương tất cả bạn đã chọn đáp án D câu 16 ạ à. nhanh tay nào các em ơi tay thật nhanh lên hôm nay chúng ta nhiều câu lắm toàn câu chất luôn 16 ạ à. STX STX mạch hở công thức phân tử là C5H8O2 thì phân tích trong dịch nào thu được muối y có công thức thế thì mình viết ra thôi mình đi bảo toàn này c 5 h 8 o 2 mà cộng với lại naoh kèm nhá thì mình thu được đề bài cho là c 3 h 3 o 2 nữa với những cái bạn mà gà như thế mình với những cái bạn mà gà như thế mình sợ bị sai ngu thì chúng ta làm cái cách sau này 5 3 thì còn C2 H8 cộng 1 H9 H9 trừ đi 3 thì còn H6 O2 cộng O là O3 trừ O2 còn O C2 H6 O Vậy Z chỉ có thể là đến bây giờ mình trừ như thế này Mình cộng trừ như thế này Thì nó chỉ còn Z chỉ còn có thể là một anh duy nhất thôi Đúng không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A Các em nhé C2 là một hoạt Ngon nhá ngon lành 17 nó các em ơi 17 các bạn chọn đáp án gì ạ? 17 các bạn chọn đáp án gì ạ? 17 ạ 17 ạ Tốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metinacetat và etinacetat acetate chúng ta là CH3COOCH3 -CH3. và acetate chúng ta là CH3COOC2H5 đốt cháy bằng oxy thu được CO2 là 0,4 chúng ta đừng bị bị đánh lừa bởi hai anh này bởi vì hai anh này bản chất chung của nó đều là cnh 2 no 2 hay nói cách khác nó đều là etenol đơn hợp và etenol đơn hợp thì ta luôn luôn có điều là số mol CO2 bằng số mol H2O đều bằng 0,4 Đúng không ạ? Vậy mình tìm được giá trị của M bằng 0,4 x 18 0,4 mà nhân với lại 18 Thì kết quả của chúng ta bằng bao nhiêu các okay? em? Đúng rồi, C 7,2 chính xác Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C ạ Câu 18 ạ Câu 18 ạ à. Mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live ngày hôm nay Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh Bằng cách là chia sẻ lại buổi live này Và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào trong buổi học này anh kêu tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần ạ. À. Câu 18 ạ. sắp xếp đúng nhiệt độ sôi các chất. Thì đầu tiên ạ, cái anh mà nhiệt độ sôi mà cao nhất thì nó phải là anh axit. Đúng không? Sau đó lên anh, anh ăn côn rồi anh, anh este ete. Vậy là gì ạ? 1 2 rồi đến 3. Đó đúng là đáp bạn A. Câu 19 ạ, metinacetat thì có công thức là gì? Nhanh lên các em, nhanh nữa lên nào. Metinacetat thì có công thức là gì ạ? Metinacetat là CH3COOCH3 nên công thức của nó sẽ là C3H6 O2 Đúng không ạ c 36 2 đáp án đúng chúng ta là đáp án D O20 ạ Số chất ST đơn chức có cùng công thức phân tử là c 4 h 8 O2 là Ui cái này chỉ những đứa nào học sinh thể minh thì mới làm nhanh thì thôi Bao nhiêu ạ Ta có R1 Dùng 3, nhỉ Cộng R2 bằng 3 3 ta có bằng 0 cộng 3 Bằng 2 Bằng 1 cộng 2 đúng không ạ 0 cộng 3 này Rộng rộng ra tí bằng 1 cộng 2 1 cộng 2 2 cộng 1 cái này thì vừa mới dạy 2 k 7 xps xong tối hôm qua vừa dạy xong 0 1 2 thì chỉ có 1 nhá 0 1 2 thì chỉ có 1 3 mình có 2 1 x 2 bằng 2 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 Vậy ta có tổng cộng là 4 este đơn chức Đó đáp án đúng chúng ta là đáp án B Các bạn thấy thì tìm mình tìm nhanh không Đấy xịn không trong này rất nhiều học sinh của thầy Minh vừa đọc đề phát comment đã bán luôn, rất tốt. Tiếp tục ạ, câu 21 ạ. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là tồn tại ở trạng thái rắn? Ở điều kiện thường, ôi nhiều phiên cứng quá. Các em chú ý nhá các bạn phiên cứng ạ. À, gần sát đến ngày thi, trước ngày thi khoảng độ tầm 7 ngày, thầy Minh sẽ soạn một cái món quà cực kỳ đặc biệt để dành tặng cho tất cả các bạn là fan cứng của thầy Minh. Và những bạn ấy sẽ nhận được cái món quà cực kỳ đặc biệt thầy tiết lộ nhé Đó là những cái câu, những cái dạng câu mà về mức độ vận dụng cao mà chúng tủ để chợ thì mình dự đoán là trúng tủ cho nào này đấy nên là các bạn phen cứng là cứ nhiệt liệt comment đáp án để giữ phen cứng nhá không các bạn khác tranh mất phen cứng đấy tranh phen cứng là không còn xuất phen cứng đâu đúng không ạ ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn á ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn thì tồn tại trạng thái rắn thì ethanol là không metin acetate là không đúng không ạ tồn tại trạng thái rắn thì ngay trong đầu chúng ta phải nhận nó là gì ạ là các chất béo no đúng không là các chất béo no vậy nó là stearin. ok các em nhá stearin. đáp án đúng là đáp án a tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 21 đáp án a 22 số nguyên tử oxy trong phân tử ete đơn chức ete đơn chức của chúng ta nó sẽ là gì ạ HI o 2 vậy oxy trong nó là có hai đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b các em nhá rồi 23 nào 23 nào chúng ta đi một nửa quãng đường Nào các bạn có comment đáp án cho thầy xem câu 23 đáp án gì ạ? Nhanh lên, nhanh lên, tốc độ nhanh lên. Let go phải làm cực nhanh lên. Vẫn chậm lắm, vẫn chậm thua thầy mình. Phản ứng nào sau đây đã được viết là không đúng? Fe cộng cl tạo thành FeCl3 đúng, Fe cộng S tạo thành FeS đúng. Fe cộng O2 tạo thành Fe3 bốn đúng. Fe cộng HCl không bao giờ lên được FeCl3 các bạn phải tinh ý nhá. Nó chỉ lên được FeCl2 thôi, vì vậy nên đáp án không đúng chúng ta là đáp án A. À, 23 đáp án A à, các em nhá, chú ý 23 đáp án A. À. Rồi, rất tốt. 24 nào. Phân tử amino acid nào sau đây có 4 nguyên tử oxy? Ôi trời ơi. Câu này nhiều bạn sai này, câu này nhiều bạn sai này. Phân tử amino acid nào sau đây có 4 nguyên tử oxy? Các bạn cũng chọn ra thầy xem nào. Anh nào có 4 nguyên tử oxy ạ? Cùng chọn đáp án thì mình nhìn nào. 4 nguyên tử oxy thì nó phải có điều kiện gì đặc biệt? 4 nguyên tử oxy thì lysine chúng ta có 1 nhóm, COH thì chỉ có 2 thôi. Bỏ alanin một nhóm COH cũng chỉ có hai thôi bỏ glycine cũng tương tự như vậy một nhóm COH chỉ có hai thôi ở đây chỉ có axit glutamic nó có hai nhóm COH vậy nó sẽ có 4 ô đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bỏ rất tốt câu 25 ạ Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhanh tay chia sẻ bài học này lại về tường ạ và rất mong muốn tất cả bạn và các em hãy tác giúp thầy minh những cái bạn mà hay bị sai ngu đề hóa của các bạn ở trên lớp vào đây ạ để thầy mình giúp các bạn ấy không xài ngủ 25 à, buổi sáng sớm đây là mặt thầy Minh có hơi hơi xấu các bạn à, đừng chê nhá hơi hơi xấu nào câu 25 trong công nghiệp trong công nghiệp kim loại chỉ được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy thì các bạn lưu ý cho thầy là kim loại mà chỉ được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy thì khi và chỉ khi nó là anh kim loại mà đứng trước al đúng không vậy trong này chúng ta chỉ có anh nào thôi ạ à? CMG c mg Đấy, vừa học sáng vừa chống sai ngu lý thuyết hóa buổi sáng sớm vừa được thầy minh hách não ạ à, cảm ơn đạt câu 26 chất nào sau đây là chất khí chất nào sau đây là chất khí ạ glycine của chúng ta là gì glycine của chúng ta là amino acid nó sẽ là chất rắn đúng không anilin là chất lỏng ethanol là chất lỏng vậy nó chỉ còn là gì etinamin là chất khí các bạn lưu ý cho thầy Metinamin, etinamin tri metinamin đúng không tồn tại điều kiện thường chất khí 27 Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng ạ? À? Nào các bạn cũng có mấy đáp án cho thầy xem là muối nào dễ bị phân hủy ạ? À? Câu này thì như nếu mà thầy nhớ minh nhớ không nhầm là sáng nào cũng vào. Nhá. Liên tù tì liền à. Liên tù tì cho đến sáng ngày hôm nay là sáng ngày thứ tư liên tiếp. 4 ngày liên tiếp mà thầy Minh đã livestream buổi sáng sớm của các em và thầy Minh livestream sáng sớm 30 ngày liên tiếp với các em cơ mà. Thì câu hỏi này là câu hỏi xuất lần thứ tư. Vậy liệu nó có xuất hiện trong đề thi nó này các em không nhỉ? nào mình có à, CaHCO3 đun nóng nhẹ thôi mình thu được CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O các okay, em nhé vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A rất tốt câu 28 nào các bạn có mấy đáp án câu 28 ạ câu 28 đáp án gì ạ 28 ạ đồng phân của este của etin format ạ etin format là HCOO C2 5 đúng không vậy đồng phân este của nó là anh nào ạ? câu 28 đáp án gì ạ 28 ạ Ui giời chưa comment 28 các bạn đã nhảy lên 29 với 30 rồi Úi rồi đi thi này là tô lệch đáp án là toang hết các em ạ à. 28 đáp án gì ạ à? Đồng phân ST của Etin Format ạ à. Đồng phân ST của Etin Format ạ à. Úi rồi đây này loạn xị ngậu hết Loạn xị ngậu hết Đồng phân nhá Đồng phân là cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo Vậy ta sẽ có công thức phân tử anh này là C3H6O2 Đúng chưa ạ? Vậy mình nhìn nhá, metin này các bạn bảo anh này xem nào, CS3, CO, CS3. Đúng rồi, nó cũng là C362. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok nhá. Cộng 29 ạ. Đã. 29 là đáp án gì các em ơi? 29 ta bán gì nào? Các bạn chọn đáp án câu 29 nào. Hai kim loại Al và Cu thì đều phản ứng với dung dịch nào? Hai kim loại Al và Cu thì đều phản ứng với dung dịch nào? Các bạn lưu ý nhá Al và Cu thì đều phản ứng với dung dịch nào? Al và Cu CU thì không phản ứng carbon loãng rồi. CU cũng càng không phản ứng với NaCl loãng, càng phản không phản ứng với Na loãng. Vậy Al và CU chỉ phản ứng với anh mà axit mà có tính oxy hóa mạnh thôi. Đó là HNO3 đúng không em? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 30 ạ. Câu 30 ạ. Câu 30 các bạn cùng chọn đáp án cho thầy Minh xem nào. Câu 30, kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? Các bạn comment đáp án Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, không phản ứng với nước nhé. Thì thề với các em, các bạn offline có nhớ con kim chi không? Con kim chi lại ngủ quên rồi. Đấy. nào mình có. cái quan trọng của việc dậy sớm học bài này cùng thầy Minh nhá, là các em phải dậy sớm liên tục ba ngày, sáng nào cũng như vậy. Cùng thầy Minh điểm danh, cùng thầy Minh ghi dấu lại những cái buổi, trong những buổi live ngày hôm nay. nào. Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường nó chỉ có thể là C, Na thôi. Có 31, tên gọi của Fe2S4 ba lần ạ. À. Câu 31 ạ, tên gọi của F2S 43 lần ạ. Mỗi lần các em comment đáp án là coi như một lần các em nhẩm lại lý thuyết. Như vậy rất là tốt với các em vào buổi sáng sớm ạ. Nó là gì ạ? Sắt bá, sun phát. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 32 ạ, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm ạ? Câu 32 ạ, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Sáng nào thì mình cũng đọc cái bài thơ về kim loại kiềm đúng không? Bạn nào nhớ bạn ấy nhắc lại cho thầy em nào. Những bạn nào học của thầy Minh mấy mấy buổi sáng này nay nhắc lại cho thầy em Bài thơ về kim loại kiềm là gì ạ? Gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi free fire đúng không lâu nay không rảnh chơi free fire vậy kim loại là kim loại kiềm chúng ta đó là gì ạ đó là li đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a các em nhé Thấy chưa? các bạn bảo 30 gì ạ à ừ không phản ứng với nước ạ sorry mắt thì minh lẽ không phản ứng với nước ở điều kiện thường đó là berry cảm ơn các em nhé 30 b ok ạ thank you đấy thấy chưa nhanh đến nỗi mà thầy minh cũng còn bị lạc rồi cảm ơn các bạn Đúng rồi đúng rồi không phản ứng Thế mình đọc nhầm mình phản ứng Nhá úi rồi thank you thank you thank you Câu 33 Acid oleic là một axit béo có trong dầu thực vật Trong phân tử acid oleic có bao nhiêu phân tử C Trong phân tử acid oleic có bao nhiêu phân tử C Rồi thế mình sửa rồi nhá Nào C17 H33 COOH C17H33 COOH Vậy thì trong phân tử nó có bao nhiêu C ạ nhiều đứa chọn 17 nhưng không phải 17 cộng 1 cơ Từng để bị sai ngu các em nhá 17 cộng 1 là 18 các em nhá Hãy cẩn thận Hãy cẩn thận Vậy chúng ta tổng cộng phải có 18C Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhá Câu 34 ạ. Các đồ dùng bằng bạc mà để lâu ngày bị sám đen Các đồ dùng bằng bạc mà để lâu ngày nó bị sám đen Đó là do trong không khí nó có chứa cái gì Đó là do trong không khí nó có chứa gì ạ Đồ dùng bằng bạc mà để bị xám đen Ui dồi, câu này khó Trời ơi Xám đen là do gì Xám đen là do gì Đây là nhiều bạn chọn A này Vui chưa Là do con, con trong không khí có U2 hả Tốt đấy Tốt đấy Câu này mới vui đấy Các bạn chọn đáp án đi ạ Đây này Thấy có một bạn chọn đáp án đúng Hai bạn chọn đúng Ba bạn chọn đúng Đúng rồi Đồ dùng bằng bạc để lâu ngày bị sám đen Là do trong không khí có chứa anh B h s Bởi vì thế này Các bạn chọn O2 đúng không Bạc có tác dụng O2 điều kiện thường đâu Đúng không ạ Bạc không tác dụng O2 điều kiện thường Đồ dùng bằng bạc để lâu ngày bị sám đen Là do trong nó bạc ấy tác dụng với O2 trong không khí Và tác dụng với H2S Được chưa Thì nó tạo thành AGS Thì AGS nó là tác nhân Khiến cho bạc Được chưa khiến cho bạc tạo thành kết tủa màu đen được chưa 34 đáp án B nha các bạn đã thấy chưa sai ngu nhiều chưa 35 benzin acetat là este có mùi thơm của hoa nhài vậy benzin acetat có công thức gì benzin acetat là este có mùi thơm của hoa nhài vậy benzin acetat có công thức là gì nó là gì ạ CS3 COO đừng đứa nào ngu ngốc chọn A nhá này nhiều đứa 35 chọn A lắm sai ngu đấy gì ạ? c 3 CO, cs 2 c 6 h 5 nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B kem ạ. Lật tiếc cho những bạn đã sai ngu. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá. Úi giời Phạm Minh Phương bây giờ mới dậy. Lỡ qua câu hay nhất rồi em ạ, câu 36. 36 nào? 36 các bạn chọn đáp án gì ạ? 36 các bạn cùng comment đáp án thì mình coi nào. Polymer X được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Polymer X được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Khi đốt cháy hoàn toàn X thì thu được sản phẩm có chứa N2. Thế thì trong thằng X chúng ta bắt buộc phải có N Đúng chưa Nhưng nó không thể là cao su buna N bởi vì nó là trùng hợp Anh ethylene terephthalat là không có N Nitron là có N nhưng nó cũng là trùng hợp Vậy chúng ta chỉ có gì ạ à? Ni lông 6,6 là trùng ngưng Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A Câu 37 Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ Thì dùng chất nào trong số các chất sau đây để thu hồi thủy ngân nào ta sử dụng cái chất nào để thu hồi thủy, thủy, ngân bị vỡ gì ạ chúng ta lợi dụng cái phản ứng là hg cộng với s ở điều kiện thường để mình thu được hgs đúng chưa vậy ta sẽ sử dụng bột lưu huỳnh bột lưu huỳnh để thu hồi thủy ngân các em nhá và đáp án chính xác của chúng ta 37 là đáp án b 38 mươi sút ăn ra thì có công thức là gì ạ nhanh tay lên nào các em nhanh tay lên câu này dễ rồi sút ăn ra phải quẩy luôn nhỉ Sút ăn ra công thức là gì ạ? Hãy hách não của chính bản thân mình. Sút ăn dạ. N A hát đáp án đúng đáp án A. À. Câu 39 ạ. Ui giời câu này hay này. Câu này nhiều đứa mới bị lag này. Cho các chất sau đây, số chất lượng tính. Trong những chất sau đây những chất nào là những chất lượng tính ạ? Hay chưa? Hay chưa? Này ối đứa sai nhá. Câu này ối đứa sai ạ. Trong này những chất nào là những chất lượng tính ạ? Đây là những cái câu mà rất là hay mà thầy mình chọn lọc. AL không phải lưỡng tính đâu các em nhá. AL là kim loại không có kim loại lưỡng tính. AlH3 lần là 1, al 2 3 là 2, AlCl3 cũng không phải đâu nhá. Vậy mình sẽ có số chất lưỡng tính của mình là có 2 thôi. AlH3 lần và al 2 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé Thế mình cứ dư tất cả các bạn đã chọn câu 39 đáp án C. Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Xịn chưa? Đấy. Nó phải VIP Pro như vậy các em ạ. Câu 40. Anhit được điều chế bằng phản ứng oxy hóa ancol. Anđehit được điều chế bằng phản ứng oxy hóa ancol gì ạ? Anđehit thì sẽ được điều chế bằng phản ứng oxy hóa ancol bậc 1, đáp án đúng là đáp án C nhá. Câu 41 để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thì người ta thường gắn vỏ tàu vào những tấm kim loại gì? Phần ngâm dưới nước. Nào, gắn vào vỏ tàu cái phần nào? Các bạn cùng comment xem nào. Gắn vào vỏ tàu phần nào? Hay chưa? Câu 41 ạ. Câu 41 đấy ạ. 41, 41, 41 thì để bảo vệ câu này sáng quá cũng có đúng không? Nhưng là những cái câu này là tần suất lặp đi lại rất nhiều để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thép là có fe c thì chúng ta sẽ thường hay gắn vào vỏ tàu một cái anh kim loại nào đó mà nó hoạt động làm sao mạnh hơn fe nhưng mà rẻ hơn fe vậy thì nó chỉ có thể anh nào zn đáp án đúng này bốn hai chất không có phản ứng thủy phân ạ chất nào sau đây mà không có phản ứng thủy phân Polysaccharide tinh bột là thủy phân, sen là thủy phân, saccharose là disaccharide là thủy phân. Vậy không có thủy phân là monosaccharide. Monosaccharide là đáp án A, glucose các em nhá. 43. 43 nào kem? em? 43 đáp án gì nào? 43 nhanh tay nhanh tay nhanh tay. Cho các chất sau đây những chất khi phản ứng với dịch AgNO3 tạo thành bạc, có nghĩa là tráng bạc. Tráng bạc thì phải điều kiện là chó. Hoặc là HCOR phải. Đấy, một trong hai này thôi. Vậy ta có này. Xác không? tinh bột không người ta chỉ còn có anh nào thôi ạ glucose và fructose mà thôi các okay. em đáp án đúng của chúng ta là đáp án a nhá câu 44 à 44 cực hay này để đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp x gồm 3 amino đơn chức mạch hở amino đơn chức mạch hở công thức tổng quát là cn h2n cộng 3 n số mol nó là 0,06 thì cần O2 thu được CO2, H2O và N2. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ câu chuyện đơn giản thôi. Số mol CO2 mình biết rồi, 6,16. 6,16 chia cho 44 bằng 0,14 mol. 0,14 mol các em ạ. Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được số C trung bình bằng 0,14 chia 0,06. Số xe trung bình bằng bao nhiêu của các em? Các bạn cùng comment cho thấy nào. Các bạn bấm máy tính triệu thấy mà. 0,14 chia 0,06 bằng bao nhiêu lấy phân số thôi ạ? À? 7 phần 3. 7 phần 3. Vậy suy ra cái anh A à, mi min này của thầy sẽ công thức là C 7 phần 3 H 2 x 7 chia 3 cộng 3 bằng bao nhiêu đây? 23 phần 3 N và bây giờ thì đi bảo toàn H là xong thôi Đúng không ạ 23 phần 3 23 phần 3 Số mon là 0,06 0,06 x 23 phần 3 chia 2 0,06 x 23 phần 3 chia 2 Đấy Nhân 0,06 chia 2 bằng 0,23 Chính bằng 0,23 thì có nhiều cách. Hoặc cái cách thứ hai thì lấy là n nước trừ n CO2 Đúng chưa? Bằng 1,5 lần N Amin cũng được Từ đó đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố ô Bảo toàn nguyên tố ô Thì có 2 lần số mon O2 Bằng 2 lần số mon CO2 Cộng với 1 lần số mon nước Từ đó mình tìm được số mon O2 bằng 2 lần số mon CO2 nhân 0,14 Cộng với 0,23 bằng chia 2 bằng 0,255 Mà nhân với 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? 5,712 nhá. 5,712 vậy đáp án chính xác của chúng ta là 44 đáp án D các em ạ. 45 nào 45 nào các em. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Không cùng, cùng tồn tại trong một dung dịch là nó phản ứng với các là nó phản ứng với nhau các em nhé. bạn lưu ý nhé Không cùng tồn tại trong một dung dịch là nó phản ứng với nhau. Vậy cặp chất nào sau đây trong dịch phản ứng với nhau để câu trả hỏi như vậy KOH và NA2 số 3 là không phản ứng nhau bởi vì để phản ứng với nhau thì nó phải thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta đó là phải hoặc là tạo thành chất kết tủa hoặc tạo thành chất khí hoặc tạo thành chất để ly yếu đúng không thì ý b cũng không thỏa mãn điều đấy và ý d cũng không thỏa mãn điều đấy chỉ có ý c mới thỏa mãn điều đó để tạo thành kết tủa gì ạ cuoh hai lần đúng không kết tủa màu trắng hơi xanh và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án c các em nhé đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án c ạ Thầy Minh rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học live ngày hôm nay của thầy mình Và các bạn cùng comment đáp án với thầy mình nhá Chúng ta đang đến những câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay Câu 46 ạ Và là có bot ở phía dưới đúng không Thì phân hoàn toàn một mon tristerin trong dịch nào mắt thì thu được một mon glycerol Và 3 mon Đừng ngu ngốc chọn B nhá B là sai ngu đấy Và 3 mon natri stearat kèm ạ à. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C Câu 47 ạ Hoàn toàn hoàn toàn M gam kém bằng gì khác nó ba loãng thì thu được 0,112 0,112 chia 2,4 kết quả bằng 5 x 10 mũ 3 mol 5 x 10 mũ trừ 3 ạ Thế thì để giải được câu 47 này thì chúng ta phải bảo toàn gì Chúng ta phải bảo toàn E thôi các em Nào các bạn bấm máy tính như thầy nào 2 lần số mol ZN Thì bằng 8 lần số mol n 2 Vậy suy ra số mol ZN Bằng 5 8 x 5 nhân 10 mũ trừ 3 chia 2 bằng được chưa? Nhân với lại 8 bằng chia 2 bằng 0,02 mol. Số mol ZN bằng 0,02 mà nhân với 65 thì bằng 1,3 g nhá. 1,3 g vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D ạ. 1,3 g đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 48 ạ. À. Câu 48 à. Trong quá trình sản xuất đường glucose còn lẫn 10% tạp chất. Úi giời, câu này cẩn thận nó bị nhầm này. Còn lẫn ui giời, buổi sáng sớm mà làm mấy câu bài tập này là toàn toát luôn Không tham ra phản ứng trắng bạc Cho A gam đường glucose trên phản ứng hoàn toàn dịch A gần dư một glucose thì thu được hai bạc Số mon bạc là 10,8 trên 108 bằng 0,1 Vậy suy ra số mon glucose là 0,1 x 1 x 2 bằng 0,05 Vậy suy ra khối lượng của glucose là 0,05 x 180 bằng Đừng bạn nào tô chín nha Toàn đấy Có lẫn 10% tạp chất mà Đúng chưa ạ có lẫn 10% tạp chất mà Và đáp án đúng chúng ta là gì ạ? 10 gam đúng không? 9 gam là 9 gam nguyên chất Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có 90% là nguyên chất Vậy suy ra khối lượng Của A Đúng chưa? Đây ghi rõ A bằng 9 chia cho 0,9 bằng 10 g Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta là đoán sẽ Úi rồi, ôi sang câu 49 đấy các bạn thấy khó quá các bạn chạy hết luôn 49 đáp án gì ạ? Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxy hóa khử trong phản ứng trên Các bạn lưu ý đây là tác dụng HNO3 đặc nóng nhé Và khi tác dụng HNO3 đặc nóng ấy Thì là nó sẽ giết những cái anh mà có tính khử Đúng chưa? Bởi vì đây là phản ứng xóa khử Thì trong đầu chúng ta phải tư duy này là để là phản ứng có hóa khử thì nó phải có sự thay đổi số xóa hay nói cách khác là các anh FE ở bên trong các cái chất này nó phải chưa phải là số xóa cao nhất. Thế mình tư duy như vậy bây giờ mình đến FE là 1, FE2, FO là 2. FEOH 2 lần là 3, FEH3 OH lần là có phản ứng nhưng không phải oxi hóa khử nhá. Bỏ. FEO4 là 4. FEH3 là dương 3 rồi không có nhá. FNO3 hai lần là 5. Được chưa? FNO3 ba lần là bỏ. FSO4 là 6 F2, F43 lần bỏ. FeCO3 là 7. 1 2 3 4 5 6 7. Được chưa? Vậy số phản ứng thuộc loại phản ứng ô xóa khử trong phản ứng trên đó là mấy ạ? 7 các em nhá. Đáp án chính xác chúng ta đã bán D. Câu 50. Nung M Al và Fe trong không khí thu được 84 gam ôn chỉ chứa các oxit. Vậy mình tìm được khối lượng của oxy trong oxit bằng 8,4 A à, chưa làm gì được, chưa làm gì được vậy ở đây mình sẽ có này cái hỗn hợp X cái hỗn hợp X của chúng ta ấy, nó sẽ bao gồm Al Fe và O được chưa khối lượng nó là 8,4 bây giờ cho nó tác dụng hoàn toàn với H2O4 số mol H2, h 2 4 là 1 nhân với 0,15 là 0,15 thì ta sẽ có này từ số mol h 2 4 vừa đủ suy ra số mol của Oxi trong oxit thì chính bằng số mol h 2 4 phản ứng và bằng 0,15 Vậy số mol oxy trong oxit là 0,15. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của kim loại. Đây bài hỏi chúng ta là khối lượng kim loại thôi mà. Khối lượng kim loại là bằng 8,4 trừ 0,15 x 16 bằng khối lượng của kim loại bằng 8,4 trừ 0,15 x 16. Và kết quả chúng ta bằng bao nhiêu các okay? em? 6 gam đúng không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 50 đáp án D. Câu 51 ạ. 51 các bạn chọn đáp án gì ạ? 51 này. Dung dịch FeSO4 đó. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuS4. Phương pháp hóa học nào đơn giản để loại bỏ được tạp chất ạ? Đây tạp chất là CuS4 có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ. Chúng ta phải sử dụng anh nào mà nó phản ứng được với CuS4 nhá. Phải sử dụng một anh nào đó mà nó phản ứng được với CuS4. Nhưng mà nó không được phản ứng với FeS4 Chuyển hai muối thành hydroxit, oxit kim loại rồi hòa tan hoàn toàn bằng H2 bốn loãng cũng được nhưng mà lằng nhằng đúng chưa cái dễ nhất là cho fe dư và dung dịch thì có phải là fe dư cộng với cof 4 tạo thành fe 4 không cái này dễ nhất đúng không làm cái a cũng được nhưng hơi lằng nhằng đề bài hỏi chúng ta là gì đơn giản nhất đấy chúng ta đi chọn những cái đơn giản nhất thôi đáp án đúng chúng ta đáp án b Câu Năm 52. 52 các bạn chọn đáp án gì ạ 52 nào các em 52 các bạn chọn đáp án gì ạ Nào các bạn cũng có mấy đáp án Cô 52 thì mình coi nào. 52 đáp án gì ạ 52 52 52 nào Từ glycerol và hai acid béo tương ứng Có thể tạo tổng hợp Được tối đa bao nhiêu tổng đề Cái câu này hôm qua thầy vừa mới dạy Cái đội 2K7XPS Đất anh này 1 anh này là 2 Ta có 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1, 2. Đúng không ạ? Chúng ta tổng cộng có mấy ạ? Chúng ta tổng cộng có 6 nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án này. Câu 53 này, ui dồi ôi. Để dành sáng sớm những câu cuối là những câu chói và chất nhất. Các bạn nhìn thấy không? Đây là những câu chóy và chất nhất. Số liên kết đôi có trong phân tử lycopene. Số liên kết đôi có trong phân tử lycopene. Các bạn đừng vội kêu nó khó. Thì mình dạy các bạn cái kỹ thuật để các bạn làm thấy nó rất là dễ nhé Bây giờ mình cứ không biết mình cứ giả sử anh này là An can đi Nếu là an can thì nó phải là C40 H 2N là 2 x 40 Cộng 2 đúng không? Đây là an can Vậy suy ra số liên kết pi CC Thì chính bằng 2 x 40 cộng 2 là bằng 82 Trừ đi 56 Được bao nhiêu chia 2 Đúng không ạ? Đấy câu chuyện rất đơn giản thôi 82 trừ đi 56 bằng chia 2 bằng 13 Vậy ta sẽ có số liên kết đôi là 13 liên kết đôi các em nhé 13 liên kết đôi Vậy đa ban chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ Câu 54 Số phát biểu đúng Nào các bạn cũng chọn cho thầy Minh xem là có bao nhiêu phát biểu đúng Các hợp chất este no mạch hở Thì đều có công thức chung là CNH2NO2 Chính xác Vì phân hoàn toàn chất béo trong dịch kiềm Thì luôn thu được glycerol vì phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch kiềm thì luôn thu được glycerol đúng không ạ chính xác đến phần đếm rồi đấy phần đếm này mệt phết đấy các em ạ à. không phải đùa đâu phần đếm này mệt mỏi đấy mà làm buổi sáng này này não nó lại vì phân hoàn toàn este trong dung dịch kiềm đều thu được muối carboxylat và ancol cái này sai chưa chúng ta hoàn toàn có thể thu được aldehyde hoặc cetone dây so với các axit carboxylic ancol có cùng phân tử khối các este có nhiệt độ sôi cao hơn. Sai. Este và nhiệt độ sôi thấp hơn. Lý do là gì ạ? Nó không có liên kết rồi Sai nha. Phản ứng điều chế este từ axit carboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch. Đúng rồi, đây là phản ứng este hóa, nó là phản ứng thuận nghịch chính xác. Được chưa Được chưa? Đúng. Cái gì ạ? Các hợp chất este no mạch khở A à, còn thiếu đơn chức nhỉ. A à, vẫn sai đúng không? A vẫn sai còn thiếu đơn chức Đúng rồi Tí nữa toàn đấy Tí nữa toàn đấy Vậy ta chỉ có B đúng này E đúng rồi B thủy phân hoàn toàn S Chất béo trong môi dung dịch kiềm luôn thu được glycerol Đúng không ạ Đấy Và gì ạ Phản ứng điều chế este từ axit carboxylic và ancol Là phản ứng thuận nghịch Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu phát biểu đúng ạ Úi rồi ôi toàn chưa này Úi rồi ôi Úi rồi ôi anh em toàn các bạn toàn chọn D này. Hay chưa? Năm tư đáp án đúng chúng ta phải đáp án gì ạ? À? Úi rồi ôi. Hay chưa? Lát chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A và rất nhiều bạn đã ra đi. Gãy cánh luôn. Nào 55 à? Thấy chưa? Thầy bảo rồi làm mấy câu đếm đếm nhẹ nhàng này vào buổi sáng mệt lắm. Đấy là lý do mà chúng ta phải làm sao? Luyện não sáng sớm. Đấy là lý do do tại sao chúng ta có chống xài ngu hóa học. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là Cao su dùng để sản xuất lốp xe chất dẻo dẫn điện, đúng. Cao su dùng để sản xuất lốp xe chất dẻo. Ừ. Chất dẫn điện đấy, cao su làm sao dẫn điện được? Tí toàn đấy. Sai. Trong công nghiệp dược phẩm, glucose, sacrose dùng để pha chế thuốc, đúng. Tất cả các axit béo đều tác dụng với não theo tỷ lệ mol bon 11 là sai. 13. oligopeptit bao gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc alpha amino acid và là cơ sở tạo nên protein. Sai nhá, cơ sở tạo nên protein nó phải là polypeptide. Được chưa? Được chưa? Thì vẫn hoàn toàn chất béo trong dịch axit thì thu được sản phẩm gồm xà phòng và glycerol. Đúng chưa? Hoàn toàn chính xác nha, cái này đúng. Vậy ta có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Ta lại có bao nhiêu phát biểu đúng rồi các em? Đây này, rất nhiều bạn chọn A này. Nhưng đáp án đúng chúng ta chỉ có B và E là đúng thôi. Nên mình chỉ có hai phát biểu đúng thôi các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Hay không? Hay không? Hay không các em? Câu 56. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay này. nào. các bạn cùng comment đáp án câu 56 đáp án gì ạ? À? Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng thu được nào ao anh? Cầu này cũng toàn toát luôn dạ. Yeah. Sao lại axit béo sao lại 13 Đấy đang chưa hiểu Sao lại axit béo sao lại 13 Đâu cái này đúng mà Chất béo thu được xà phòng chứ Làm sao là thu được axit béo được Câu năm tại chỗ 2 ta bán đúng thôi Nốt nào Cái gì đấy Ai à, gì? Ừ nhỉ Ừ đấy đúng rồi thank you em thủy phân trong môi trường axit mà đấy đến thầy mặt cũng lé thủy phân trong môi trường axit thì phải thu được axit béo chứ sai nốt có thể không có đáp án nào đúng à cao su dùng để sản xuất lốp xe chất dẻo dẫn đến điện sai này trong công nghiệp dược phẩm xác được dùng để pha chế thuốc đúng này tất cả các axit béo đều tác dụng đối với não thì tỷ lệ mon một một là sai này oligopeptide là peptide có từ 2 đến 10 gốc alpha amino acid cơ sở tạo nên protein không phải cơ sở tạo nên protein là phải polypeptide cơ đúng chưa phân chất béo trong dịch axit thu được sản phẩm gồm xà phòng và glycerol khả năng cao cái câu này thì mình ra sai đề đáp văn e là một đúng không ạ sorry cả lớp câu này thì ra sai đề thì đúng không xin lỗi các em nhá ờ d á oligopeptide oligopeptide không phải là cơ sở để tạo nên peptide đâu c không đúng được a à, đúng nhỉ c đúng c đúng đúng cảm ơn chu ngọc Tất cả các axit béo đều tác dụng với nào Theo tỷ lệ mol 11 một một, đúng rồi Hai Ui giời Mày thế thế làm vẫn đúng à Hai Hai thank you thank you Đúng rồi C đúng axit mà Đấy thấy chưa Đọc nhanh quá là cũng toàn đấy Rồi Năm sáu ạ Câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay Số thí nghiệm xảy ra phản ứng Mà thu được Nào Số thí nghiệm xảy ra phản ứng Mà thu được nào hoặc là Nào số thí nghiệm Dung dịch Na, cl vào k hoạt không thu được Na2CO3 và dung dịch CaOH lần ta thu được co 3 và NaOH một cháo nhá, IB một cháo. Điện phân dịch NaCl điện cực trơ có mà ngăn chắc chắn thu được NaOH hai cháo. CO2 lần thì CO2 lần không tan trong NaNO3 không được. NH3 vào Na2CO3 chẳng có cái vẹo gì xảy ra cả, không được. Na2S4 vào baoh hai lần mình thu được kết tủa BaSO4 cộng với NaOH Bọn này kết tụa là được Được chưa ba cháu Vậy số thí nghiệm mà mình thu được NaOH là ba cháu Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A Ok Đây là câu cuối cùng Trong buổi luyện não sáng sớm Ngày số 04 Và cũng chính là câu cuối cùng Trong buổi mà chống sai ngu lý thuyết hóa học Đề số 01 Và hẹn gặp lại các em vào sáng mai Với chống sai ngu lý thuyết Hóa wow, học đề số 02 Bye bye chào tạm biệt các em Và hẹn gặp lại các em vào sáng mai Bye bye chào tạm biệt Hẹn gặp lại Các bạn nhớ đặt nút chuông Và nhấn vào nút follow đặt xem trước Để xem trước Và nhấn vào nút cài đặt thông báo live stream của thầy Minh Để nhận được thông báo mỗi lúc mà thầy Minh live stream nhá Bye bye chào tạm biệt các em Hẹn gặp lại Chúc các em buổi sáng vui vẻ